Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là chế hỏa khí của Mitsubishi Jolly 4G63. Sản phẩm là hàng OEM anh em nhé, tức là hàng liên doanh cao cấp đấy, sản xuất theo đúng thông số kỹ thuật mã vật tư. Đó, đây chính là cái chế hỏa khí của Jolly anh em ạ. Những cái dòng xe đời trước thì nó vẫn dùng chế nhá. Tức là anh em nhìn chết không? Bốn cái chúng ta bắt vào phần này này. Tất cả các cái sản phẩm thì bên em sẽ kiểm tra rất là kỹ càng trước khi lắp đặt cho khách hoặc là đóng gói để gửi đi cho anh em. Đấy, đang nhìn này. Đấy, tất cả điện đó là đều thử hết rồi. Đó, hôm nay em sẽ bố trí một cái chuỗi video test để cho khách hàng yên tâm luôn. Đó. Cảm ơn anh em đã cùng xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu mà tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 319 Tam Trinh, số liên hệ là 085 672 7222. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.